hai Hằng đó. Xin lỗi Hằng ạ. Ta cầm ghế đó bạn. Tất cả mọi người, mình là Kim Ohio. Hello mọi người, hôm nay mình lại quay trở lại với Beautiful Kitchen. Nói chung là ngủ quên à, chưa có gì đi quay, chưa có gì vui bằng đi quay mà ngủ quên. Thôi vô làm nghề thôi mọi người. Ok cả nhà ơi, bây giờ thì mình sẽ có một cái buổi livestream. Vì ngoài nấu ăn ra thì Kim còn phải đảm nhận luôn cái vai trò livestream trong cái chương trình Beautiful Kitchen này luôn. Đây là các bạn trong ekip. Đỗ Lâu La. Đỗ Lâu La. Hello. Trời cho thương á. Ok thì bây giờ mình sẽ tranh thủ livestream để cho nhanh rồi còn ăn trưa nữa. Tại vì sáng mình đã đi trễ là đã làm tiến độ chậm hơn rất là nhiều rồi. Bình thường đi quay á, bình thường thì ở nhà này không sao đó. Tự nhiên cái đi quay nổi 2 cục 1. Chào mọi người coi khung cảnh trường quay. Hello. À đâu rồi các bạn thấy gớm. Đây là anh quay phim nè. Ảnh đang đói quạo lắm rồi. Để em cố gắng cuốn thật là ngon cho anh ăn ạ. Hello mọi người, thì bây giờ đây là outfit của Kim để mình quay cái tập livestream này. Thì livestream này cho nên là phải chọn cái outfit nào nó năng động một xíu. Năng động quá cho nên là cái áo này nó hơi hở phần màn này, cái mà quay phải hóp bụng lại. Cái hóp bụng lại. Khó vậy. Mày giơ tay lên nhé. Bỏ hàng đi. Có một đại nha, có một đại nha. Chồng yêu năm sáu. Nói chứ không phải hàng. Tại vì em thấy là trên Netflix có rất là nhiều phim hay á. Thì chị có xem phim đó. Hoặc là có một cái bộ phim nào mà chị còn đây mà chị xem hết không? Có thể giới thiệu cho mọi người. Mấy người rất là dễ để làm. Em chỉ thấy là cái phần khó nhất là mình sẽ phải làm cái sốt thôi. Thì lấy mình sẽ chỉ cho mọi người một cái cách làm cái sốt không thất bại. Còn bây giờ hồi nói vậy mà cầm lấy nữa mà nó mình dở một cái chắc chết. Okay, thank you you guys for having us today, and hope to see you guys for next episode. Thank you so much and see you. Bye bye. Ok, bây giờ là mấy giờ rồi mọi người? Mấy giờ? 4 giờ rồi mà chúng mình đang ngồi ăn trưa nè cả nhà. Uống bò nè, ngon chưa? Thôi ăn trưa nha cả nhà ơi, tranh thủ để mình còn quay 2 số nữa hả? Ok, bây giờ thì mình sẽ nấu món thứ mấy rồi ta? Món thứ 4. Là món mà mình đã từng nấu trên cái vlog của Kim nè. Món súp á, cả nhà. Gì vậy trời. Ok mình sẽ nấu món súp nha cả nhà ơi. Happy sinh không. Ok let's go. Chú, mình đang có một thực khách đặc biệt. Con nấu ngon không chú? Chú có nói thiệt nha. Chú có nói thiệt. Nhận xét. Trời ơi, đồ ăn ngon vừa miệng chú. Con cảm ơn chú. Quay để né cái bàn của tụi nó nè. Con cảm ơn chú. 2000 years later. Gì vậy trời. Cái gì vậy? Chị cái ăn bánh buổi sáng á. Đồ hai mặt. Mặt trái của sự thật. Tại vì thích ăn đồ mặn hơn. Ok cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Beautiful Kitchen của chúng ta với thử thách cùng với cô Kim. Chỉ với 15 phút thôi mà mình đã làm ra một cái món ăn sáng hết sức là ngon như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi số này và rất là mong mọi người sẽ like, share,
subscribe kênh Video Kitchen để đón xem những cái tập sau hay hơn của căn bếp xinh đẹp chúng ta nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mình là Kim. Hẹn gặp lại. Bye bye. Xong mọi người ơi. Xong rồi, chúng ta đã hoàn thành xong tập cuối cùng vào lúc 7 giờ tối. Thì cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn.